Rồi chào cô chú anh chị mình ha. Rồi sáng hôm nay thì em về được 3 con nghe cô chú anh chị. Thì chút chiều em về được mấy con nữa ha. Thì bây giờ buổi sáng em tranh thủ em làm clip trước đi, rồi chút chiều em trở về em làm clip nữa ha, để cho cô chú anh chị mình xem rồi tham khảo coi con bò nào ưng ý thì cứ alo cho em ha. Rồi đầu tiên thì em giới thiệu cho cô chú anh chị mình hai con bò 3B đực đi ha. Đó, con đầu tiên đây thì chiều cao của nó là 1m bò ha. Đó, bò thì móng sò chân cẳng đứng thẳng hết ha. Đó, đầu thì đẹp luôn nè, nói dần lưng nữa ha, mông đít bự luôn nghe cô chú anh chị. Bò đây thì ăn uống ngon lành rồi nghe. Đó, ăn uống thì bao cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, mông đít đó nè, chiều cao của nó là 1m bò nghe cô chú anh chị. Bò đây thì nó chưa rụng lông sữa luôn ha. Đó, luồng tháng của nó thì tầm 5 tháng tuổi nghe cô chú anh chị, 5 tháng ha, tại chủ kẹt tiền nên bán sớm, nhưng mà nó hết ù que rồi nghe cô chú anh chị. Bò đây thì ăn uống cứng rồi, cô chú anh chị mình khỏi lo khỏi sợ gì hết, mất sức ha. Đó, rồi con đầu tiên em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn, 11.500.000, 11.500.000 ha. Đó, thì cô chú anh chị cứ coi ha, coi thì xem con nào ưng ý thì cứ alo cho em. Thì buổi sáng nay em trở về được 3 con thì em quay trước 3 con ha. Thì cô chú anh chị mình cứ xem theo dõi từ đầu clip cho tới cuối clip ha, để mình chọn những con bò theo ý muốn của mình. Rồi, con đầu tiên đây thì 11.500.000 ha. Rồi em bước qua con đực lở đây. Con đây thì chiều cao của nó là 1m15 bò nghe cô chú anh chị, 1m15 bò ha. Đó, luồng tháng của nó là từ 11 đến 12 tháng ha. Đó, dàn đầu nè. Đó, 3B mày lú sừng ít ha. Lưng da đều hở, lưng đôi luôn nè. Đó, dàn lưng đó. Ha, chân cẳng mầm bự luôn, đứng sờ móng sò ha. Đó, dái thì hai dái bự ha. Bò đây thì về cô chú anh chị mình càng nuôi càng lợi nè. Đó, càng nuôi càng lợi luôn ha. Đó, mông đít đó nè, rất là to ha, rất là bự luôn. Đó, bản mông thì khó khí luôn nha. Em quay từng bên cho cô chú anh chị mình xem. Đó, con 3B ha, chiều cao là 1m15 bò ha. Bò hẹm đo em tính ngay sấy lưng thôi nghe cô chú anh chị. Đó, lưng thì lưng đôi nè ha, coi nè, thịt nó hết nói, bò thì hiền dạng lắm nha, lưng dai đều hở hết ha, bò cực kỳ đẹp luôn. Đó, luồng tháng của nó thì tầm 12 tháng đổ lại ha. Rồi, để em quýnh bò ra xa cho cô chú anh chị mình xem hai bên luôn, rồi gửi lì. Đó, khoảng cách của em đứng rất là xa ha. Ừ, mông đều to nghe cô chú anh chị, mông to mông bự luôn ha. Đó, mông nó có khí luôn nè. Rồi, con bò thứ hai đem báo giá cho cô chú anh chị mình luôn, 22.000.000 ha, 22.000.000. Đó, là con số 2 ha, đực 3B vô béo. Đó, rồi em bước qua con bò cái ròm này nè, bò cái ốm nè. Đó, con đây thì em mua bò cái xác hay về em bán bò cái xác cho cô chú anh chị mình ha. Nuôi sinh sản vẫn còn được luôn nghe cô chú anh chị, tại vì nó mới đẻ mới có 3 con ha, tại chủ bỏ ốm mà cho ăn rôm không à, bỏ ốm nó ha, dần đầu nè. Đó, chân cẳng đó, yếm thì yếm đôi luôn ha, rúng nè. Đó, rúng rồi kéo dậu lường từ trước lên tới sau luôn. Con đây về cô chú anh chị mình nuôi vỗ béo cũng lời luôn ha, tại giá tiền nó cũng phải chăng nè. Đó, con đây thì chiều cao của nó là 1m24 bò ha, 1m24 bò. Đó, ăn uống thì cũng ngon nghe cô chú anh chị, tại chủ cho ăn rôm không à, chủ bỏ bê thiếu nuôi ha. Đó, bò đây thì em mua giá bò ủ thì về em bán cho cô chú anh chị mà giá bò ủ ha. Nhưng đối với những con bò đẻ rồi nè, em vẫn bao loài rôm cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, bao loài rôm cho cô chú anh chị mình tới đẻ ha. Đó, tuy con bò em bán bò cái xác ha, nhưng mà vẫn bao cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, rồi con số 3 đem báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha, 11.000.000, 11.000.000 ha. Đó, thu con cái tơ nữa nghe cô chú anh chị. Nuôi mấy con này thì về cô chú anh chị mình chịu cực cho nó ăn cỏ ngon, với lại cho uống nước cám thì vài tháng, chừng 2-3 tháng là mập ha.
đó. Rồi thì cô chú anh chị cứ coi con nào thì ưng ý cứ alo cho em ha. Rồi tiếp tục thì chiều nay em cũng trở về ba con bồ cái chữa đó nghe cô chú anh chị đó. Thì từng con nè đó, thì mới gì rớt xuống xe luôn cho nên em cũng quay clip cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi đầu tiên em lấy giới thiệu bồ cái chữa đây cho cô chú anh chị mình ha. Đây con đây thì chiều cao của nó là 1m24 bò ngang cô chú anh chị, 1m24 bò đó, chân cẳng nè, móng sò đứng thẳng hết nè, chân đây con này thì bự ngang cô chú anh chị, máng bò đây chân bự ha. Đó chữa lứa đầu tiên ha, bò xin nhảy được 4 tháng 2 ngày ha, 4 tháng 2 ngày dàn đầu nè. Đó để em lại gần em quay kỹ dàn đầu cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó đỏ mặt luôn ha. Đó dàn đầu nè, chân nè, chân bự ha, yếm yếm đôi luôn nè, lưng đôi luôn ha. Chiều cao là 1m24 bò. Đó đây rúng nè, rúng chuyền từ trước lên tới sau luôn ha, tới cái này vú luôn ha, cực kỳ đỏ mặt luôn nha cô chú anh chị. Sấy bố mình nghiêm chỉnh ha, con đây chữa được 4 tháng mấy ngày nha, bao khám bao chữa cho cô chú anh chị người mình nha. Bò xin nhảy ha, lứa đầu tiên đó. Để em quýnh bò ra cho cô chú anh chị mình xem hai bên cho dễ. Đó từng con ha. Con chữa đầu tiên ha, cày đuôi bự luôn nè. Đây cày đuôi đây, đỏ mặt luôn nha cô chú anh chị. Đó khoảng cách em đứng xa nè. Rồi em tiến lại gần cho cô chú anh chị mình xem nè, dàn lưng nè. Đó rồi con đầu tiên em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. Bò chữa đầu tiên nè, con đầu tiên là 22 triệu ha, 22 triệu. Đó thì cô chú anh chị cứ coi cứ ưng ý bò nào cứ alo cho em ha. Chữa lứa đầu tiên rồi em bước qua con cái chữa thứ hai. Đây con đây chữa cũng lứa đầu tiên luôn ha. Con đây thì chiều cao của nó là 1m26 bò, 1m26 ha. Đó chân cẳng mầm bự hết ha. Bò đây thì chủ nhà dòng thả không à. Đó mới dắt về cho nên em lên xe rồi em chở về luôn ha. Lưng thì lưng đôi luôn, đây dàn lưng nè, lưng đôi ha. Trên đây thì dính sình ngang cô chú anh chị đó, bỏng mông đập bự luôn ha, đuôi dài luôn. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Con đây này chữa được hơn 6 tháng rồi nghe cô chú anh chị. Đó xuống vú ha, rúng dài luôn, dàn đầu của nó. Em quay từ từ cho cô chú anh chị mình xem ha. Sấy bốn nghiêm chỉnh. Chiều cao là 1m26 bò, 1m26 ha. Chữa lứa đầu tiên luôn ha. Con đây thì chữa phối 3B nghe cô chú anh chị. Phối 3B ha. Đó rồi em qua bên đây cho cô chú anh chị mình xem hai bên. Vẫn mong nè, cày đuôi bự luôn. Đó, qua nè, qua xạ rồi ha, cày đuôi đây. Đuôi bự ha, đuôi bẹ dừa luôn. Bò thì lì lắm, hiền dạng lắm ha. Em xô nó không đi luôn. Đó. Đùi thì đóng đùi sâu luôn ha. Khoảng cách của em đứng rất là xa ha. Cho cô chú anh chị mình xem. Từng con từng con. Rồi. Con số 2 đây em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 24 triệu, 24 triệu ha. Đó con số 2 đó. Thì cô chú anh chị coi con bò chữa nào ưng ý với mình thì cứ alo cho em ha. Bò thì lì gì? Hiền dạng. Rồi em bước qua con bò cái chữa đây luôn. Đây con đây thì chữa lứa thứ 3 ha. Dàn đầu đó nè. Lông nhuyễn da sát ha, yếm cũng yếm đôi, chân cẳng mầm bự ha. Đó dấu đó là dấu lên xe xuống xe trầy nha cô chú anh chị. Đó mới vừa xuống máu đỏ tươi luôn ha, thì có sao nó dạy cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mới vừa xuống xe em làm clip luôn. Con đây thì chiều cao của nó là 1m25 bò ha, 1m25 bò. Chữa lứa thứ 3 bò xin nhảy ha. Bao khám bao chữa cho cô chú anh chị mình, toàn bộ là bò em có kêu thú y khám hết rồi nghe cô chú anh chị cho nên em mới bao ha. Đó yếm yếm đôi ha, đúng dài chuyền từ trước lên tới sau cho cô chú anh chị mình xem. Đây tới đây đó, em quay kỹ hai bên ha, quay gần cho cô chú anh chị mình xem á.
Rồi em đứng xa ra nè, cho cô chú anh chị mình xem hai bên ha. Con đây thì chữa được 3 tháng rưỡi ha, được 3 tháng rưỡi đó, thì bao khám bao chữa cho cô chú anh chị mình ha. Chữa lứa thứ 3 bò xin nhảy ha, dằn đầu thì cũng đẹp luôn nè đó. Sấy 4 thì toàn bộ nghiêm chỉnh hết, đùi sâu ha, đùi dài ha. Rồi con số 3 đây em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn, 18 triệu ha. Thì cô chú anh chị cứ coi ý bò nào cứ alo cho em ha. Rồi thôi video cũng dài ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình. Hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo ha. Rồi bye bye.